những món nên gọi khi tới Pizza Four Peas. Cái này là theo khẩu vị cá nhân thôi nhá, để xem chúng mình có chung khẩu vị không nha. Đấy, đi vào ngày thường thôi nhưng mà ở đây vẫn khá là đông khách luôn ý. Về nước uống thì chồng mình chọn uống nước ép lá Rocket và táo, còn mình thì uống soda chanh không đường, chua lắm đấy nhá, nhưng mà dạy ngấy rất là tốt luôn. Khai vị thì bọn mình hay ăn salad rau, chỉ rau không thôi để cho đỡ ngấy và tránh no khi vào món chính. Không thể không gọi thịt nguội cuộn lá Rocket cùng với phô mai ricotta. Phô mai này dễ làm cực, video sau chỉ cho. Mình gọi mì để ăn nhưng mà ông bạn làm nhân viên ở đây thì bảo là ăn thử cơm risotto sốt mực đi, ngon lắm. Thế là gọi thử nhưng mà ai ngờ là ngon xuất sắc. Thế nên là mình cũng recommend mọi người phải thử nhá. Một món dù rất là ngon nhưng thỉnh thoảng lắm mới gọi vì nó ăn hơi ngấy và giá cũng khá là chát nha. 198k cho một cục chuffe burrata với thịt nguội, nhưng ăn thì quá là xứng đáng đi vì ngon đỉnh, với vỏ là cái lớp bột ngàn lớp và bên trong là sự ngậy béo của burrata. Và cuối cùng là pizza, mình gọi hai nửa, một nửa là pizza thịt nguội với burrata và một nửa là pizza nấm. Mọi người có hay gọi giống như mình không? Trùng bao nhiêu món với nhau rồi?